Rồi chào tất cả các bạn nha. Thì tình hình hôm nay thì anh em mình ra sông Tiền đại chiến bạn ơi. Anh em mình bữa nay ra ngoài đó giăn câu. Bố mình đang mua bánh ướt. Giờ cũng 6 giờ bạn. Anh em mình bữa nay đi ra ngoài đó hơi sớm, tranh thủ giăn câu. Ở đây là hiện tại là mình đang ở ngay chân chợ thị trấn Cái Tàu Hạ. Do năm nay cái mùa dịch giặc này bạn ơi, nên người ta đi chợ nói chung cũng ít chứ không được nhiều. Sáng nay có vẻ ông trời cũng hơi buồn hay sao, thấy hơi âm u quá. Chợ thị trấn Cái Tàu Hạ này thì bây giờ nó cũng thay đổi hơn năm rồi cũng nhiều lắm bạn. Tính ra năm nay họ mới làm lại cái lộ bự nè, họ làm cái lộ rộng hơn nữa, cũng mới làm xong á, rồi thêm cái chợ mới rồi năm nay nữa. Đại cốt mình mua bánh ướt là hai anh em mình tranh thủ dọn ra sông Tiền kiếm Hugo à. Bữa nay mong bà cậu phù hộ kiếm Hugo bạn ơi. Hôm nay ra mà đó tán đâu còn cái nhét cái lăng Hugo cũng khủng, ký gửi 2kg thôi là bao phê. Dân câu này mới cái nhét cái lăng cái bà xa rồi bạn, cậu dính câu bạn kéo câu nó phê dữ lắm, chạy diện câu phê hơn là mình đi câu cằn nữa. Cái này mình nói thiệt chứ không phải nó chơi đâu bạn, tại cái diện câu nó có độ co giãn đó, chứ nó dài á, bởi vì nó sàn cái diện câu đã lắm. Nhưng một phần nữa mà sông Tiền á nó nước nó sâu á, trời ơi cá nó chạy cảm giác bao phê luôn. Mong là bữa nay mà ra mà đá xúc được vài phát nha bạn. Bạn thấy nhanh ghê không? Mới đây hai anh em mình ra tới sông Tiền rồi bạn ơi. Bữa nay thả lưới cũng nhiều. Mong là cái diện câu mấy anh em mình dưới đừng bị ta thả lưới nha. Tại sao đôi khi sợ cái lưới họ thả bạn nó đè lên diện câu mình á. Mà lưới thả không sao. Sợ lưới neo á. Hôm nay xuống dưới đây chơi điểm gọi là điểm nguy hiểm với sông Tiền luôn á. Mình giăng cái điểm mà cá hô á, cái điểm mà hôm bữa mình với cụ cá sủ thăm buổi tối á bạn. Hút chứ bà Hạ thăm thẩm chiều trôi với á. Ở dưới đó là sâu nhất ở sông Tiền này luôn á. Độ sâu nó nằm đại khái khoảng 60 mét nước các bạn. Mà quặng xoáy nữa. Bởi vì dưới đó có cá hô nhiều lắm. Trời ơi, đứng lên bộ lục bình rồi cả nhà. Bay rồi, bay rồi. Ta đang đứng con lành à, thai thiệt tình á. Hồi cái bay luôn. Đến này mình hồi cái nó lại đi nó đứng nè. Giờ có con cá nào mà nổi lên là nó ghĩa liền. Anh hai mình nói chú Hồn đang giăng lưới cá sát rồi cả nhà. Phao dưới kia kiếm không thấy. Sợ người ta thả lưới là xuống phao là cắt phao à. Giờ mình cuốn này cuốn xuống nước sùi mới ghê này chứ. Hai anh em mình tính cuốn từ dưới cuốn lên mà kiếm hoài à không có thấy. Nước sùi này cuốn nguy hiểm lắm. Phải cuốn nhanh. Thôi dùng tàu chết luôn. Đọc thiệt chứ. Không thấy giờ phải cuốn từ dưới đây ngược đi lên lại. Đó chạy ghê á. Chài hả? Chài quăng chài dưới rồi ta lặn dưới ta bơm hơi, thổi hơi cho cá chạy vô. Lặn hả? Lặn xuống dưới á. Thổi hơi chứ. Ờ. Chà, cú này phải căng cú mới được, ngồi dùng ca dây là chết luôn, căng luôn. Căng luôn. Căng dây đàn đó.
bệnh. Trời ơi, lên phao lên cá thiệt cái chứ, kiếm cái phao mà chạy vòng vòng không thấy, sợ bị giăng lưới á, mấy người thả lưới á. Bạn bữa nay tao giăng lưới quá trời cả nha, bị gướng phao rồi họ cắt. Nội chỗ này không là thấy 3-4 phao rồi nè. Bữa nay đúng nước sao giăng quá trời. Em thấy đa phần người ta toàn là giăng lưới thả hay nước này giữa sông á. Nước này đâu phải nước chanh kém mà giăng lưới neo đâu được, nước một xíu là đưa rồi. Thì em thấy là kiểu giăng lưới thả á. Mỗi lần ở chỗ này mà lên cái neo là hơi bị cực khổ luôn á. Lên neo rồi đó. Nặng quá bạn. Ủa? Tao chứ không thấy chằn rồi đó. Chú đó chú đang kéo chài lên kìa cả nhà. Đang kéo chài luôn. Anh hai mình đang quấn đang quấn phao luôn. Miệt mài. Đó, lên neo rồi đó, lên neo. Lên neo hay khỏe rồi đó. Lên neo rồi chuẩn bị lên cá. Lên cá, gửi giờ. Hôm ngày thấy làm ăn thấy khấm khá quá mà. Công gì là công đoạn thủ tục mà bạn, thủ tục quan trọng. Ai không ấy chơi anh em mình phải làm. Lùa cậu lùa cá bự vô nha, con xúc vài phát mà cậu ơi. Xúc vài phát. Rồi, xong, lên. Rồi, xong. Chưa thấy cá chạy chân ra. Đó, hú, cậu vô chậm chút chiêu ngô thôi. Ủa, mới lưỡi thứ hai có hàng mãn lưỡi đầu tiên luôn. Cá sủ. Sủ nha. Là anh là hết hồn hết trơn, chưa kịp gì hết trơn. Chưa kịp gì hết trơn, là có phòng chậm. Ngon là anh. Mới nói là chưa thấy gì luôn. Cá nó ngụm con tỏi bởi vì nó đâu chạy. Chúng thôi kéo con neo lên là có cảm giác rồi. Ngon lành, tôm luôn. Tôm, quất quát mắt cái đầu. Lên hàng coi, cục này hết mồi quá trời nè. Có cá đó. Hết mồi là có cá đó. Đó, con tép. Thôi dừng đụng cái ghe. Tép còn luôn. Trời ơi, này tép còn mưng mởn. Thôi dừng đụng cái xuồng ta kia hai. Quạt ra. Này chúng chú. Hồi đó giờ em không biết chạy chỗ này ta. Mình chạy với rồi mình gặn với mình thổi hơi á. Em hồi đó giờ cá nó sợ nó đâm với chạy. Đó thua ơi, cá ngát cũng có thua. Ngát bự thua, còn không chạy bạn ơi. Cá ngát luôn rồi. Ôi trời, cá ngát chào má luôn nè. Ủa lấy kem. Vô à, vô. Trời ơi. Con cá ngát không chạy luôn. Trời ơi, vô bạn ơi, vô rồi. Đừng có chút cá, quay bình thường luôn. Mày bưởi. Quá ngon lành, một em cá ngát. Khổ cá ngát này nó sặn mình nè. To. Con này to. Bá luôn bà ơi. Công nhận rửa vợt hơn ghê không? Im rồi, im rồi. Rửa vợt cái là bà cậu cho liền. Ai không mấy với anh em mình phải rửa vợt. Phải rửa vợt. Nhiều khi buồn buồn cá nhỏ cũng xúc luôn. Cái ngát con nội cái đầu trời giờ. Con mất tịch cái này quá tịch. Đó, ngon lành. Hết sảy con bà bảy vô rồi một. Ủa. Em đó trời ơi đầu viên ngang. Trời ơi làm ăn được bạn, mới kéo cầu xíu tán hai con rồi. Được đầu viên nha. Đã quá đã. Có vậy mà được chứ, vậy ấm hỉnh rồi đó. Cái ngát nó đuối quá sao gì gọi là gì. Anh hai anh kêu thiệt luôn á, không có đang ngồi không có biết gì luôn á. Không mà hồi nãy là nó phía sau nó đâu có chạy đâu biết. Nó không chạy. Thường anh hai mình cũng bắt mạch cũng hay hay nhưng mà bắt mạch hơi xa. Để có tâm lý chuẩn bị. Cá nó mệt quá rồi. Nó lẹ lên anh em mày kéo cầu kéo tao lên lẹ luôn. Nãy giờ tao mệt luôn rồi.
Tao mệt quá trời rồi, tụi bay kéo lẹ đi hả? Đẹp rối à. Tôm không à. Ui, nãy giờ được hai con ấm hỉnh rồi đó. Ấm hỉnh rồi đó. Ấm hỉnh rồi. Cá ngát luôn ha. Mấy lần đi thăm bên Toàn kiếm cá ngát rồi. Không thấy. Con cá còn có chút xíu. Cá này có nhiều con bằng 4-5kg nó không chạy luôn á. Anh em mình tham sống đánh quá trời nay cũng vậy. Dập dìu luôn. Tán con nó coi, Hugo. Hugo bự. Hugo khủng. Rồi sao khúc này tép không vậy? Khúc này tép không vậy? Rồi dưới thanh chú. Cá sao còn mồi dưới luôn. Dưới thanh chú cuốn xong lưới luôn rồi kìa. Chú Hùng. Chú Hùng. Ở thăm câu này chỗ nào mà hết mồi nhiều bạn mới có hy vọng. Mày đừng bỏ vô đó. Là thấy hiu đó. Cứ từ từ. Mà đầu viên là tán được hai em mà thấy khỏe rồi. Hai em đó là lấy kim rồi đó, mẹ gà rồi đó. Khỏe re. Cá ngát cũng bự nữa, ngon rồi. Cái này nhỏ hơn cá ngát lúc trước hai anh em mình giăng câu bằng mồi hút cua vàng. Cái gì? Còn cá ngát lúc trước nhớ không? Em nhớ lộn cá sủ. Không, em nhớ lộn con cá sủ. Cá sủ kỳ trước hai anh em mình thăm là cái con bự nhất à. Con đó 5kg. Ừ. Này có hết mồi nữa nha thôi. Đó, hết mồi. Tại cá sủ bạn, nhiều khi nó ăn 3-4 mồi nó mới dính câu. Chứ không phải là 8 một lưỡi là dính. Ở chỗ này mồi là thấy có hy vọng á. Kéo lên cái ọc cái à. Dở lên ít nha. Đánh hai lục nghệ sao dạo này nha. Kéo lên cá không chạy không biết gì hết á. Chạy con cá hồi nãy cũng bụi tỏi cá sủ đó làm sao biết con được. Còn cá ngát nó đừ quá sao nó không chạy. Nó mệt mỏi. Hai anh em mày thăm lâu quá kéo tôi lẹ đi tao mệt mỏi quá rồi. Gỡ tép dữ vậy hai. Nãy làm xong tụ quá bạn. Hai con sao tự khúc này hơi im mà không biết nữa. Đứng lên lấy hên coi. Ấm bà la xì bùa bà cậu ơi lùa lùa cá bự. Cá sủ nó bự thối thần. Số phạm người đi chăn cầu chứ. Cá sủ. Lên mặt nước nữa ngụm con tỏi ra. Cá sủ nó bự. Cá nhảy nữa đó. Có. Bắt mạch luôn. Bắt mạch. Mỗi lần bắt mạch mặt nghiêm trọng lắm nha. Trong cái bắt mạch phải chú tâm chứ được. Hột gạch. Hết mồi rồi hai. Bỏ hết mồi đó nha bạn. Hết mồi. Rồi cái này kéo vào câu cái này mình cá sủ trong 5-6kg nó bình lên coi đã lắm. Không, tự nhiên kéo lên cái cái trời. Con cá khoảng 5kg giống như kỳ trước ha. Nổ phình đằng đó luôn bạn. Nổi viền câu lên luôn á. Nó sảy. Trong cuộc thân mình mở á. Vậy mà con cá nào không chịu bá vô trời. Ăn kiếm trộn nữa. Tép còn sống luôn. Có cá chạy vậy thôi. Có. Có cá sủ gì đó. Cá sủ. Có. Cá sủ. Đó. Tôm. Trộn tôm nậu vô. Tôm xanh luôn. Cái này không mà 2 ly đế các bạn. Bình thường hai anh em mình câu còn có con đó còn thấy mừng quýu rồi đó. Đó, chuẩn bị tới đó nha, tập trung vào chuyên môn nha. Tập trung. Tập trung nha. Tiếp tục vùng luôn. Hèn chi nó không thấy phải rồi. Ồ kéo lên. Bình. Vô bình luôn bạn ơi. Bình. Vô luôn. Bình. Kéo. Hết mồi, cũng phải hết mồi nhiều á. Hết mồi là tương lai có cá. Tự sinh như nồi canh nha. Trời ơi, con nào con mấy chà bá lửa ha. Chị cá ăn kén cậu mày. Chà bá lửa là cá sủ. Ai nghi lắm, cá sủ lắm mà. Hóa, sống hả? Kẹp. Sống. Chạy tật tật à. Chạy kẹp. Đóng tép. Cũng còn mà được đóng tép. Ngon lành chưa? Được con cá ngát. Cá ngát ngon lành. Cá ngát nó nấu lẩu mà nấu bên chùa thôi, cổ chê mà. Lẩu Thái ha. Lai sương sương. Lẩu Thái, lẩu chua. Tôm con nào con nấy hết sảy luôn. Tươi xanh như nồi canh. Vô. Ngon quá cháy luôn, trời lên gạch luôn. Chỗ này cái điểm cá sủ nè. Kiếm con 5kg đi. Lâu lắm rồi không thấy con 5kg nha. Trước cái mùa dịch giặc hai anh em mình ra thăm
kéo cái ốc nghe, trời ơi, sướng. Lượt ốc, nhưng khi mấy bạn xem clip không nghe tiếng động ở ngoài, nghe cái ốc lớn lắm mà. Không, họ kéo lên làm ốc, 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 ốc. Phình lên coi. Tép không, tép phình không. Cá ơi, cá ơi. Ủa, này tá mất tiêu ở đâu. Chừa lại danh cái đuôi đó. Nó ăn trên đầu, trên cổ người ta không. Chừa lại cái đuôi còn đội gì nữa. Ta. Tương lai, tương lai. Tương lai nghe, tương lai nè. Tương lai nghe. Nó ghét anh, nó ăn anh chừa lại anh cái đuôi thôi đó. Mình cái coi. Chưa chạy cho nghỉ. Khúc này hết mọi ngon quá trời luôn á. Hết mọi quá trời ta. Cá móng đâu? Hết màu gì em không có. Trời ơi, con tôm chà bá luôn. Tôm này luộc nước dừa, thứ gì chịu cái này. Luộc nước dừa. Không có cá hò dữ thôi. Đỡ tép mới cỡ luôn á. Ừ. Lại chờ cái máy xe thứ gì chịu nổi. Ủa, cái đó máy xe hả? Đây có cá chạy đâu ơi, có cá chạy đâu ơi. Có nhẹ, có nhẹ. Tập trung vào chuyên môn. Nói nghe coi nè, từ từ để sống rồi em đứng dậy cái nó cứ gớp phía sông. Ở đây chạy nhẹ cái nó sống như lắm. Để mình đứng lên á, coi cho rõ. Em không? Trời ơi! Con này bự lắm á, được à? Không cá vậy. Thiệt không? Mình tưởng đâu cá sủ không mà, cá sủ vậy là bự lắm á, nó bình lên á, chì viền câu á. Thường là mấy cá sủ bự nó chì viền câu mà. Còn cá mình chạy. Tưởng đâu lên có đâu, còn cá cá bông lau cũng hơi bự à. Đó, cho. Còn cá. Vàng như nhẹ. Bự à. Vàng như nhẹ không? Vô. Ở sao bữa nay cá gô gô nhỏ nhỏ không ta? Ừ, thấy cái bự dưới kia kìa. Hai con nhỏ rồi đó. Nãy con đó nó chạy dữ ta. Lẽ hồi nãy nó nhúng vô cái bông lau nữa. Đúng rồi, cái bọc nhiều khi anh kéo lên á, cái sóng á quạt quạt á. Cá ơi. Gối đại hình. Ê, con chạy nó con chạy. Vậy là cái con đó không phải đâu. Đó. Con này trọng mà. Con đó hai bắt mạch nó con trọng mà. Con thấy nó sàn viền câu không? Sàn viền câu đã không? Con kép. Vậy là cái con hồi nãy không phải đâu. Con kế cục gạch luôn kìa. Em đó. Không thấy gì đâu mà đó. Không có thấy gì chơi mà đó. Kiểu cái gì đâu nổi lên luôn kìa bạn ơi. Con chạy. Đó, chuẩn bị tới rồi đó, sạc gì câu đó. Trước mắt thấy tép rồi kìa. Đó, tép nghe mảy luôn nè. Hai càng luôn kìa, hai càng lọc thông luôn kìa. Cái gì kìa. Vô chà bá lửa. Ồ, cưng ơi, em ơi, em đâu rồi? Mà sao chưa thấy em? Đâu rồi. Giờ chưa tới nó nội. Xa dữ à. Xa dữ vậy. Trời ơi luôn. Cá hú à. Cá hú bự à. Sao tới đây nó hơi im im người ta. Nó mệt. Nó mệt quá sao im im rồi. Nói lẹ đi bây giờ tao mệt mỏi quá rồi. Kéo tao lên lẹ đi. Tao mệt mỏi quá rồi. Đó. Cá sủ. Không phải nó đâu, nó làm gì chạy ghê. Không đó tin. Vẫn không tin nha. Không tin vào mắt mình mà. Sủ gì? Thì con này nó cũng cỡ con hồi nãy à. Hột mày. Còn sàn gì không? Từ. Coi chừng ẻm chạy đó, em mới ăn á. Được rồi, không phải ẻm đâu. Vẫn chưa tin là sự thật. Gì xa dữ à. Cá bự chà bá mà cậu ơi, cá bự chà bá Hugo. Vậy là một là không có, là cái con cá sủ hồi nãy nó chạy, hai là cũng phải con cá bự mới được. Cá bự nó mới bắt mạch nó mới xa gì. Mơn mởn. Xanh mơn mởn. Giá mình hai kéo từ đây tới đắng luôn. Giỡn hoài, cá nè. Sao nó im im kỳ vậy chứ? Mãi bắt mạch cá chạy cũng mạnh lắm mà. Kỳ, bây giờ mới thấy kỳ.
Hồi nãy không có kỳ, giờ mới thấy kỳ. Mình đóng luôn. Đông mà giờ nó không thấy đường luôn. Thì đó, nãy hai con nhập cho chung lỡ chạy. Phải rồi anh ơi. Vậy quá thua. Chắc vậy, bây giờ chắc vậy. Hồi nãy nó không phải đâu, không có phải nó, đâu phải chạy mạnh dữ vậy. Giờ nó không phải. Giờ hai con nhập đâu là chạy với cái điên bọc lao không? Bọc điên lông. Bọc bông lao. Nó vừa chì mà nó vừa chạy. Ngang kiếm còn cá nào bự bự rồi. Tán còn 2-3 ký rồi. Cá ba sa đồ, cá hú đồ, cá lăng đồ, cá ngát đồ, cá sủ 4-5 ký đồ. Mấy tháng nay cá lăng ít xịu bạn. Chứ hồi năm rồi dính cá lăng nhiều ghê luôn. Cá lăng ăn yếu quá. Dính con cá lăng, cá sủ gì 4-5 ký đi về luôn. Lâu quá hai ơi, bắt mạch bắt miết đi. Tép chỗ này nó mừng mỡ mà không cá nào, nó bá vô giường câu mình đó. Ngồi. Ê, có cá chạy à, có cá chạy nha. Ngồi muốn ngủ gục luôn. Có cá chạy à, để mình chơi à. Bự không? Cũng được. Cũng được. Không nhỏ. Chắc kéo lên con bông lao, như nãy chắc chết quá. Giỡn hoài con đường. Đó, trắng trắng, trắng trắng. Trời ơi, chả má kìa. Cá sủ, cá sủ. Cá sủ. Ủa bao quê luôn bạn ơi. Mày nó bưởi. Ủa cái mép. Vàng ít xì xì. Vàng ít xì xì. Kìa kìa nó vẫn còn ngọt kìa. Ngon lành. Ngon lành cạnh tranh. Wow. Bộn rồi nha. Để con cá vô thấy khác liền ha. Thấy khác liền ha. Con này nãy giờ bự nhất à. Một xuồng cá. Được bạn ơi. Khả quan rồi đó. Khả quan. Khả quan. Một xuồng tôm rồi. Luôn. À, có cá chạy luôn ơi. Cá chạy nữa. 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 Chắc bắt bắt mạch tới cá lăng đỏ. Cá lăng đỏ đậm quá. Không, gần đây nè. Gần đây. Chắc cá sủ nữa quá, nghe tực tực. Tực tực nữa hả? Khả năng cá sủ cao. Bán còn chỉ gửi 2 ký thôi. Thôi. Anh nói gì dữ vậy? 4-5 ký. Đã ước là phải ước cho dữ vô. Công nhận mỗi lần cá thằng tiền anh em mình nổ bành xét. Đỡ vô nguyên tử chịu thua. Ước 1-2 ký. Lỡ ước là phải ước cho tới. Tôi rối không. Tôi sinh như nồi canh. Về nấu canh ta, luôn. Chưa chịu lên nữa. Đó, tới rồi đó. Tới rồi đó. Rồi đó. Vậy là cá sủ. Cá sủ. Lên. Chưa lên. Kéo nó phình lên còn 5 ký ha. Trời ơi, nó sướng. Mau quê luôn. Lên nghe. Ốc. Trời ơi. Đã. Mọi hồi lão mà nó lên con chừng. Chừng... Thấy không? Thấy 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 thấy. Đó. Mày hả bự. Nó còn lội. Bự ơi là con bự. Này mới. Còn sống không chứ? Ừ, còn sống. Đúng đâu không? Còn sống là còn con nữa đó. Ta nãy em thấy nó nổi lên nó còn lội mà. Vô. Một xuồng cá sủ. Vô rồi nha. Được rồi bạn ơi, thả quan. Con đó nãy nó chạy đó. Lục bình luôn kìa. Hú qua xa đồ cái lăng cái nghe. Ừ đúng đó. Rồi. Sao lâu quá không thấy cá hú à. Hú năm nay ít quá. Hú qua xa. Được cái mình văng vào tép này bạn là dính đủ loại cá luôn á. Chút xíu nữa. Đổ cái này. Báo rồi. Cá hú gì đâu thấy ít dính nha. Cá sủ thì nhiều. Trời ơi, cũng gạch luôn không thấy chưa. Thường là xác cũng gạch là khả năng cao lắm. Cao. Mà giờ nó hiu quạnh, nó quạnh hiu. Nãy giờ thấy cũng ổn ổn được xíu. Trời gì đó bữa nay là được rồi, văng qua ngày mà. Vụ tư à? Rồi chưa? Nó mới dính nhiều. Đủ mấy tiền. Cá đi ăn mặn. Đủ tiền mồi chưa? Như đó hả? Ừ. Đủ rồi, con bự như mấy cái ngát nó đủ rồi. Dạ. Yeah. Vậy là bây giờ bắt đầu là là công. Có lời nè. Lấy lời nè. Lấy lời nè. Có con này trọng à, con này trọng à. Trọng nữa hả? Rửa mặt ra, trọng bạn ơi. Rửa cái giọt cái ơi. Rửa giọt bạn ơi. Phải rửa giọt, nãy giờ xúc cái ngát xong rồi, đi xu à. Ngồi lên cái con, cỡ hai ngón tay chắc chết. Dễ gì, cứ tin tưởng anh hai đi. Tin tưởng anh hai nữa. Trọng phù cũng được.
cũng được, ngồi trong hõm luôn rồi kìa, anh hai ngồi trong hõm luôn rồi kìa. Cái này phải đứng dậy nhìn nó mới đã. Lấy kem đi. Hồi hộp quá trời đấy, hồi hộp quá trời đấy. Tối đêm nay một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Đó, đó, nè. Bao quê luôn, bao quê. Hồi hộp quá trời đấy. Một đêm duy nhất, một đêm duy nhất. Bán té bút nãy chết cái gì à? Gì đây? Chưa nữa. Chưa tới luôn. Tại mình cuốn nước xui á, bởi vì cái diện cao nó hơi nổi. Đó. Đẹp nó rong luôn trời. Chứ ở dưới kia có thấy được cái phao đâu mà cuốn. Giang hồ nào nó dám cắt phao mình ta. Chạy xuống dưới phải chạy ngược lên lại á. Hay là hai anh em ra sông Tiền nổ quá, ta ghép cắt. Đâu có biết. Chưa nữa kìa. Chưa tới nữa kìa. Hai bắt mặt xa lắm. Ở như cầu Mỹ Thuận cũng cửa mà. Đó. Ni lông. Bỗng lao. Hồng nó nói chờ cá còn dưới nhà bạn. Trời tép nữa kìa. Xa dữ ta. Xa. Chưa tới nữa. Em đi xa quá vậy. Trời ơi gạch luôn. Đang quan cái gạch ra. Đó còn kìa. Sao chưa thấy nổi lên nữa. Đó đó, anh hai, mình cứ dòm lại này nó cứ đó 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 mà chưa thấy gì trơn mà cứ đó không à. Cá sủ, cá sủ. Trắng giờ. Cá sủ. Bao khuê, bao khuê. Một em cá sủ. À còn dưới nữa. Còn con nữa. Thời tới cảm nổi rồi bạn ơi. Thời tới rồi, thời tới rồi. Còn nữa. Thời tới rồi. Ngon lành. Đó, bây giờ là lấy lời lại nè, lấy công làm lời nè. Được. Chổng à, chổng à. Cá cá lăng đó. Cá ngét. Chưa biết luôn hả? Lạ. Đó, cá sấu bự. Trời ơi. Thứ gì chịu nổi? Cá sấu bự. Ủa trời, có chủ nè. Nghĩa bự nhất trong bầy nãy giờ luôn. Nãy giờ nè. Hai con nó vô chỗ. Trời ơi. Bốc này đã gì đâu nội. Trời ơi kìa đúng ơi. Đẩy vô cái thấy khác liền ha. Bích đột. Con này bự nhất nãy giờ luôn. Chờ đợi có nhiêu đó đó bạn. Còn nữa bạn ơi, câu còn nữa. Em à. Lấy con đó hãy xuống bực kia lên liền ha. Thiệp em. Hãy xuống bực kia rồi đó. Kéo cái nổi lên liền. Mặt sao ghê không? Kéo lên thấy đã à. Bao phê luôn. Nổi luôn gốc gọi gì thằng ăn người ta. Phào dưới bị đứt rồi, không thấy rồi, không nguy hiểm lắm à. Cái này em thấy là gà diền á. Đáng còn cái đó nữa, bao phê, bao phê. Ngon lành, lấy công làm lời có vậy mới được chứ. Dằn bằng ngàn được vậy thôi quá ngon rồi bạn ơi. Im rồi, ấm hỉnh rồi đó. Còn gì câu sàng sàng đó. Sàng sàng á. Sàng sàng như chực đó. Kéo mà mấy cá sủ á. Kéo còn chút xíu là nó nổi lên một cái. Trời nhìn trắng đẹp ghê đó. Gặp mấy cá sủ đực nó vàng ống ánh ống ánh. Tha nghệ phù. Đó, đó, đó. Đó đâu. Chưa, cậu cái gì mà có thấy đâu. Nó bị nấp cái xuồng á. Mày hả bữa không chạy gì luôn. Vì nó không chạy bạn. Anh hai là đó 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 dồn dồn giáo giác luôn. Gió thổi cái xuồng độc đi. Nó là nãy nó nói với sao xuồng á, cái mũi xuồng á nên không thấy. Gạch làm giật mình không nổi. Tưởng lên cá không à? Lên cá nữa chứ. Lên cá gỡ không nổi luôn. Bữa nay mệt mỏi quá trời cá nhiều quá. Này cá nhiều quá bạn ơi, gỡ này gỡ cá mỗi tay luôn rồi. Bạn thấy nổ bệnh kinh khủng chứ. Còn nữa, dễ giàu gì, bây giờ mới lấy công làm lời thôi mà. Chưa tới điểm con ngỗng kìa, tới điểm con ngỗng cá ngát dữ lắm. Con ngỗng ở chỗ rồi lúc trước mình giăng lưới mắc cạn nha. À, nhớ rồi, biết rồi. Cái hố trong đó
Trời, không ai giống như hai anh em mình đi giăng lưới. Mà nhiều khi á, giăng xong cái hổm trong đó nó rút cạn nước keo cái gòi vô đó là lội luôn. Săn quần mà lội á. Đó nghĩ con tiếu rồi chứ. Cò luôn à. Chứ nước đâu mà vô xuồng, kéo cái xuồng đâu vô được. Cái đó là giăng cò á. Vậy mà cũng có cá điêu hồng nha. Có những cá điêu hồng, cá chê, chép, nhóc. Trời ơi, hết mồi lia lịa luôn bạn. Hết mồi là có cá hay. Có cá chạy, có cá chạy nha. Đậu tôm nè. Đứt đậu luôn. Đậu luôn, có cá chạy bạn ơi. Gì đây? Cả nhà ngủ đi, chờ 15 phút nữa. Cá nó mới nổi lên. Bắt mặt xa lắm cô đường ơi. Này tới lãng quảng tới điểm cái ngát cái làng à, chuẩn bị tới rồi đó. Nhắm còn cá nó bự không à. Bắt mạch thử coi. Bắt lại coi. Bắt mạch thì để em biết em đứng hay em ngồi. Đứng nó cá rồi. Bự nhìn nó rất là đẹp. Nó im rồi. Nó nổi lên đó, nó đẹp. Giật giật phát sao im ru rồi. Đó đó, thấy không? Câu không? Coi chừng cái bọc quá nha hai. Ghê. Đồng lên nè, đó, đó. Lên cái lử á. Lử không vậy? Câu sàng sàng thấy không? Đó đó đó. Ờ, kìa kìa nó lòi. Nó lòi lòi. Cái này cá ngát hay cá lăng các bạn ơi? Nó lòi lòi rồi. Hôm nay nó rồi, nó điểm cá ngát cá lăng rồi. Đỏ ngát, cá ngát, cá ngát, cá ngát, cá ngát. Nghi lắm mà tới điểm cá ngát cá lăng rồi. Cá ngát vớt được, vớt vô kìa. Lấy kẹt. Ôi, vớt vô kìa. Ngay mà. Nó vô cái... Nó vô cái vợt cái nó quấn à. Rồi nó sàng 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 ha. Mấy cái ngát cái lăn đồ nó chạy mạnh hơn cá sủ à. Chứ là cái điểm này điểm cái ngát mà. Vô cái nó sàng sàng sàng. Giờ cá nó ít các bạn, bởi vì cá bạn thấy chứ nó ở điểm mà. Cái nào cái ngát không, cái nào cái sủ sủ không á. Ngạnh đâu trời. À không xâm chiếm phải không? Không xâm chiếm địa bàn, lãnh thổ của nhau. Anh hai khoan hai dục để em quay. Đó. Trời ơi, nói anh hai ơi khoan hai dục để em quay xuống hai dục. Trời ơi, công lưỡi câu luôn. Lưỡi câu nhỏ nhỏ mà bạn thấy lợi hại ghê. Lưỡi câu chứ u này nó cái tỷ lệ sóc cá của nó không nhạy bằng lưỡi hộp Trung Quốc, nhưng mà được cái là nó dính cá, nó dính tịch lắm mà. Sóc lưỡi hả? Vô động cá ngát cá ơi. Ê, vô. Có cá chạy nữa nha, có cá chạy. Vô động. Trời rồi, vô động rồi. Vô động bạn ơi. Vô động gọi rồi. Gọi mà gọi động. Trời ơi, cục gạch kìa. Nhìn sát cục gạch luôn không? Thường nó cục gạch á. Gạch nó sát đất á. Thì là cá nó đánh mồi hay. Đó. Kìa. Kìa. Câu. Chết bà góc gọi nữa rồi. Ừ thôi. Mình nhẹ là đó đó. Có thấy gì đâu mà đó đó. Chữ giật nhìn câu, nó cầm nhìn câu đủ phê rồi. Lên hàng nữa nè. Vậy là cá ác nữa rồi. Đó, chuẩn bị vậy thu. Công nhận rửa cái vợt hên ghê trời. Lên. Năng hết mồi không à? Góc gọi nó thấy bà. Ủa, im rồi hai ơi. Tại cái ngát này nó ở trong góc gọ không ạ? À? Muốn bắt nó là cũng đuối lắm. Bắt nó là phải mệt mỏi luôn. Lên cưng. Chưa lên nó. Phút này ăn hết mồi luôn đó. Hả? Phút này ăn hết mồi ha. Còn miếng ngồi đâu luôn nè. Góc gọi nữa rồi. Ôi trời. Trời ơi, em bắt rồi. Trời ơi, nó nhẹ. Nó nhẹ te à. Nghĩ nó chưa có tới. Hết hồn trơn. Em ơi, em đâu sao. Tự nhiên anh kéo lên em cũng hết hồn hết trơn. Giật lên tao hết hồn luôn mà. Mẹ ngạnh rồi. Đây. Ra đây chơi cứ. Là hết hồn hết vía chưa? Là mình giật mình mà. Bay luôn cái hồn. Nghĩ nó chưa có tới. Rồi luôn. Nốt luôn hả? Còn luôn. Ham ăn hút uống dã man. Ham ăn ham uống dữ mày. Đó. Được ta, vô động ngát hay không? Vô động rồi, vô động rồi. Con nó hồi nhỏ còn cặp bố mẹ đâu là chà bá bình dưới đây nè. Nít chen chặn này coi. Lục bình luôn. Lục bình trôi. Ủa, lên lên. Chạy nữa không? Còn chạy nữa không? Mặt nghiêm trọng quá. Bình lên cái nữa.
kéo nó thụng thụng luôn phải không? Hết lưỡi này tới lưỡi nọ. Mắc mạch kìa. Không còn miếng mồi nào luôn bạn. Nó ăn quá mà. Ăn quá chàng. Lên gạch luôn. Mày không dám mà phán đoán chính xác ha. Cái lưỡi nó thọng ngoài kìa. Đó, có cắt. Ghê không? Ghê chưa? Đó. Trời, chết bà góc nữa ổn. Nó sàn không? Trời, sàn. Sống quá vậy? Sống quá, sống. Trời ơi, bông cá này vẫn còn nha bạn. Chạy vô nè. Dính cứ ngắt rồi. Dính gọ dữ rồi. Thọng không? Thọng rồi, thụng luôn rồi. Căng dữ ta. Kéo không lên. Nó sẽ ăn cá ổn nè, nè, coi nè. Ghi ghi xuống ớn luôn á. Ây da. Thôi chắc thôi. Đó. Đó, lên, lên, lên. Điếp trời. Thằng á. Còn nghe cái bực cái á. Đó, còn. Ủa, lưu câu quạt luôn không? Còn bạn ơi, hên quá. Nè, nè, bị thua ơi. Kéo xa xa ra nha. Lên. Lên cá. Lên, đó. Nghe sàn kìa, kìa, kìa. Đúng rồi, nó sàn, nó giật ra kìa, nó giật ra kìa. Thấy ghê không, chạy ghê không? Ôi. Nghe nó bạn ơi, con này cũng trọng mà. Đó. Trời lôi kìa. Lột thì ớn trời. Chưa thấy được con cá đâu mà vậy. Con cá. Trời ơi. Lâu lắm rồi mới dính cái cốc bạn ơi. Làm quá. Cái cốc nó mạnh dữ lắm, nó mạnh hơn cái ngát cái luôn á. Trời ơi, nó sàn. Sức lưỡi câu luôn kìa. Sức nó phát hơn sức lưỡi câu luôn. Ồ. Chút xíu luôn thôi là nó. Ừ, nãy không vớt coi chừng nó xảy á. Mở cái đục ra thôi, chút xíu vô. Bỏ ngoài sao nó yếu, cái này nó phải nước chảy. Vô. Ừ, thấy sao giờ ra ngoài luôn đi nha. Cái cọc mình nó mạnh dữ lắm. Nãy kéo ra sàn cái giềng luôn. Trong những loại cá là nó là mạnh nhất, nó mạnh hơn cái ngát cái lăng luôn. Vô. Vô. Đó. Ẩm hình. Ẩm hình. Lần đầu tiên văng lưới cái gì văng câu mà dính được cá cốc. Lâu lắm. Lần đầu tiên nói. Em đi thăm nha, chứ không phải là người ta nha. Luôn chưa chịu lên nữa. Đó. Đó. Mình phải chạy nước ơi. Còn chạy không? Chưa thấy dấu hiệu. Chưa thấy dấu hiệu à? Chỗ này mình lia lịa luôn, cá mắm dễ xảy. Cả nhà ngủ nửa tiếng đi thôi rồi. Phải có cá. Dễ gì con nương tới cái động cá nè. Động này động cá ngát nè. Cá ngát cá lằn. Ủa? Ôi, hết hồn luôn bạn ơi. Bệnh gốc cái con cá nó trầu lên luôn. Cái sủ này nó không chạy. Nó ngụm củ tỏi rồi chạy con khỉ gì. Dính mép không? Bạn coi lưỡi câu nè. Quạt luôn. Bệnh á, mà hên cá sủ vẫn còn. Bành kỳ ha. Phan phan thảy xuống, thảy xuống. Vô. 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 Quá rồi bạn ơi. Một đục cá luôn. Này một đục cá rồi, bảo cá rồi. Quá trời. Này vô. Vô đậm, đậm lè, đậm lét luôn à. Đậm lè, đậm lét luôn. Cá sủ nó ngụm củ tỏi vậy nó không chạy gì câu đâu biết. Ê, hồi nãy hỏi anh hai nói chưa. Cả nhà nãy mà nghe em ngủ một cái là bỏ lỡ rồi. Chế gạch luôn. Rồi luôn góc gọ nữa. Rồi luôn. Góc dưới gọ, gọ dưới góc. Góc dưới gọ, gọ dưới góc. Quá trời ta, nãy giờ làm ăn được dữ ha. Được. Hồi nãy cá sủ nó còn nhỏ nhỏ xíu rồi sao cá sủ bự bự không? Đó. Lên, cá. Cá chạy em đây. Đụng cá ngát lại con nó yếu. Cho nó vô nước. Mệt mỏi. Tao mệt mỏi với hai anh em mày quá. Tao mệt mỏi quá. Gạch sàn sàn đứng đầu kiếm cá sủ khủng nữa chứ. Gạch sàn tưởng cá không? Đây kia nữa coi, đó. Góc bệnh liên miên cái này, chỗ này không còn miếng mồi luôn vậy. Cá nặng ăn hết trơn. Còn hơi còn mồi nè. Mời các bạn cà phê nha, nãy giờ la quá khô họng luôn bạn ơi. Đi mà đem theo nữa. Đem theo cà phê. Ừ, góc bạn ơi. Gõ gốc rồi quá trời luôn. Ê ê ê ê con này có hàng bạn ơi, có hàng nữa bạn ơi, vô rồi. Có con đó con này trọng mà. Kéo coi nó sàn không? Ngát thì lăn đây. Mình gốc ở đâu chứ có chạy liền không? Đó. Ủa nhịp gì đâu nè.
Em thấy... quê luôn. Sống. Sống quá, sống. Sống. Cá này xúc nữa quá. Xúc nữa à? Ôi, cái gì vậy? Cá sấu bự. Cá sấu bự. Trời ơi, dính góc quá. Ôi, nghe anh em manh động quá bạn. Cá này không rồi có một sợ chìm. Ôi trời ơi thú. Không quá bạn ơi. Không có. Em đứng vậy á. Dương góc dưới đừng mà ép. Trời ơi. Cái sụ hết nó nổi cái sụ chứ. Con nãy nó bự, con này kích cỡ con nãy quá. Hay là bự hơn ta? Bự hơn con nãy. Ủa con nè. Anh thằng ơi con nè. Bữa nay vô quá đậm rồi. Thôi quá. Trời ơi. Này bảo cá rồi bạn ơi. Góc nó đọc. Lên lên nè. Ủa còn con nữa quay, còn con nữa quay. Còn con nữa. Quá rồi bạn ơi. Quá rồi, nó nhét cá lăng nữa. Ôi cá sủ cái khúc này bự ghê luôn á. Này dạng nước nó sâu nè, bởi dính cá này cá lựa không nè. Hàng tuyển à. Hàng tuyển không. Hàng tuyển đâu không á. Lên nè. Đồ ủa cục gạch luôn. Đó. Cá sủ. Sủ nữa trời. Trời. Cái đọc cái nhét cá lăng mà không ngờ dính cái sủ dưới vậy. Nó gì văng đâu đây cá bạn? Cá sủ. Không phải con đó đâu, con này chạy mạnh mà. Không phải nè. Không phải đâu, làm lại nè. Làm lại. Mình làm lại từ đầu nè. Làm lại nè. Không, cái này con cá. Ó nó lên 14 12. Phải không? Cá lăng trời ơi. Cá lăng. Bởi đó cái điểm cá lăng, cá này cá chạy cá lăng đó nhé. Sao vậy? Trời ơi. Lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi có cảm giác này bạn ơi. Trời. Cá lăng luôn. Bao phê luôn. Bao phê, hết sảy con bà bảy. Này mà gớt xong tiền cái rồi luôn. Cầm con cá lăng với cá sủ đi hai. Ủa làm bánh bìa bữa bạn ơi. Ủa ngon không? Lành luôn. Quá đã. Trời ơi. Cá lăng lâu lắm mà mới gặp nó ha. Hết nó nổi cá lăng chứ. Chạy mạnh ghê à. Chạy gì câu ấy nghi cái ngát cái lăng mà làm cái sủ lên lượt hai con thấy hơi là lạ. Trời hết sảy con bà bảy luôn. Ủa cái câu dính xíu sảy trong nồi ơi. Vậy mở đục thôi ơi. Ủa mở đục hả? Ừ, cái lăng này phải bỏ đục. À. Vô đục. Vô. Quá. Quá. Hai tuyển luôn ha. Hai em. Quá đã quá phê. Nay được mở đục rồi đó. Đúng quá chúng rồi bạn ơi. Nay được mở đục rồi đó. Còn vấn đề dính góc nữa nè. Còn à? Còn góc dính tờ lưới. Mấy cái ngát cái lăng này nó ở góc này. Chỗ này quặng sấy chảy quá. Chỗ chảy cũng khổ. Hả sảy luôn. Căng dữ trời. Chú Thanh đi chú Hùng gì kìa. Chú Hùng. Quá. Ờ, cứ ngắt rồi. Dạ. Cũng được, cứ Hùng ơi nó không bự không. Thôi rồi, dính mở con cái cho mà. Cái bao với mắt tiêu bởi vì này cuốn xuống vùng nước. Trời ơi trời ơi. À cái bao luôn mất á, tiêu rồi. Nãy chạy lại kiếm quặng đấy. Nãy lên là còn. À nãy chạy xuống không thấy bây giờ con kia cuốn xuống á. Trời ơi góc ngắt luôn. Thôi im thôi, bộ cá nó thu ơi. Cá nữa hả? Trời ơi dính góc mà cá gì chết lắm rồi. Anh thấy không? Lên rồi nè. Lên rồi luôn hả? Trời ơi góc rồi dính cái sủ bự nữa bạn ơi. Sủ. Ngồi yên luôn, sủ nó nguy hiểm. Này cũng nhiều quá. Chú Thành mới chạy ngang một cái nước nó nhào vô đây nè. Trời trời nó góc đâu chứ. Bên này trúng mánh mà cũng đuối luôn mà. Bởi vì cái điểm hiểm hiểm nó độc vậy. Cả người ta dính góc mà còn dính cái sủ nó mệt chết luôn nha. Đó. Sủ bự nữa. Trời ơi, bữa nay trúng mánh. Ra ngày mà ngon lành luôn. Yên á. Được không? Không được, ủi đi hai ơi. Ủi đi hai ơi, ủi đi. Chặn dây đàn chứ. Ủi đi cho chắc. Kéo hai ba lần kéo nó không lên mà. Giờ anh hai mình ủi coi nó lên không. Ủa nó chì xuống rồi. Ôi, quay xuồng luôn nè. Cái này cứ
cứng ngắc bởi vậy sao kéo lên được. Họ quay xuồng luôn. Họ quay xuồng luôn nè. Quay cái xuồng. Căng dữ rồi. Chấm rồi, lên nghe cái vực. Chạy cái nữa đi, mới nghe cái vực rồi đó. Sợ nó còn cái nữa. Đó. Trâu còn không? Không biết trâu vẫn còn mà. Không biết chuyện câu còn không. Trời mình mới mắc ở trâu vậy. Kéo còn hay. Đứt rồi. Vậy hả? Rồi luôn. Căng như dây đèn. Vì anh không ủi lấy gì anh kéo lên nổi. Khoa với kia thấy nó đau nhưng mà ai cắt tiêu à. Tại vì cũng còn được một khúc nữa, còn khúc nữa là hết hết viền câu rồi. Trời ơi, gần lên cái neo mày ủi đứt các bạn ơi. Thua. Còn năm số lưỡi gì tới cái neo rồi mà đứt. Đứt này chân ngang đầu neo luôn à. Xong luôn. Chứ cái neo nó lúc bỏ nó rớt xuống cái gọ chứ thì sao, ủi đứt luôn cái chân đầu neo. Mà gặp cái phao của mình không biết giang hồ nào. Bây giờ kéo câu lại tới dưới này luôn vẫn không thấy cái phao của mình đâu. À giờ về thôi bạn ơi, cũng hên đứt cái chân cái đầu phao cũng đỡ. Đầu neo á. Giờ hai anh em mình về cả nhà. Bữa nay quá đã rồi, bỏ thua rồi. Bữa nay quá đã rồi. Nhiều, bữa nay là buổi sáng vậy là quá ngon rồi đó. Bữa nay dính mấy cái nhát cái lăng đã ghê các bạn. Kéo gì câu bao khuê luôn á. Mà cảm giác khó diễn tả. Bữa nay xuôi cái là bị cái phao bị chắc nghiêng mấy người ta thả lưới cá mè đồ á. Họ thả lưới thả đó bạn. Rồi đứng hướng phao mình có thể họ cắt. Mà có cái là bữa nay bị mắc hơi cái neo hơi ổn chút. Đứt cái chân cái neo luôn. Bữa nay tính ra trúng hơn đợt rồi của hai anh em mình lần này là trúng hơn đợt rồi luôn. Bữa nay công nhận đã gì đâu. Dính đủ loại cá luôn. Nào là sủ nè, ngát nè, lăng nè, cóc nè, lập láng hết. Cụ mình đang ăn giặt ra chưa đời nổi không. Giờ nước đang bị chạy cạn à. Bởi vì mấy cái điểm hiểm đó bạn, cá nhiều lắm, cá cũng bự nữa. Nhưng có cái là hơi nguy hiểm chút. Hơi đuối á, là nó dính gốc dính gọ nhiều á. Mình bệnh nó hơi đuối chút. Nhưng mà không sao bạn ơi, chỉ cần có cá là được à. Con cố mình chịu đời nói không, đang kiếm cá đó. Đó là thành quả đó bạn, ngon lành ha. Cái này quá trời cá luôn. Cá bự không, trời, cái sủ này kiếm mấy. Ủa bữa nay trúng quá đậm mà bạn ơi. Ngát để họ anh dục vô trong đục cho nó sống. Ủa bữa nay cá bự bự không đã trời. Ủa nhìn thao cá sủ mê được bạn. Tại lúc đầu mình thăm trên đây nè, bởi vì nó xuống cái điểm kia, điểm cá bự là vậy đó. Dưới đó nó sâu, dưới nó quặn sấy, vì cá nó bự nó ở nhiều. Nay chúng đậm lè, đậm lét, đậm tài le đó. Cái ngát nó chết rồi vậy. Cái nhỏ bên đây nè. Thôi ngát sống để nó đi, ngồi bỏ đục. Ừ, cái nó hạ nút lưỡi. Ủa, những thao cá sủ nè bạn. Ấn ốc chưa? Ngày ngày bảo cá mà. Hết hộn thao cá rồi chứ. Đây. Hàng không mẫu hạm trong đây nè. Mình chờ đợi mấy lần đi thăm câu nè. Cui. Thằng ơi nãy cái cốc nó chạy. Bạc mạng luôn đó. Nó mạnh như đạn. Cũng nhỏ không bự không? Còn cái lăng rồi. Mất cỡ thì đâu ra mãi mày. Cốc cũng nhận nó mạnh ghê hồn chứ. Đó. Hồng vĩ. Này cái lăng nha còn gọi là cái lăng đuôi đỏ nữa. Còn này cũng ký mấy nữa. Bao khuê luôn không? Đã gì đâu chứ. Cái lăng này thường ở đây thì cái giá nó tầm 100-101 mà. Tùy theo loại, nó lớn thì giá càng cao. Con mà bự bự mười mấy 20 kg có thể 140-160. Cái ngát nữa. Cái ngát này dính đầu tiên. Mới kéo đầu cái lưỡi thứ hai lụm gạo nữa. Nó gạo dạng như nó quằn vô gốc gọ bạn, nó đừ. Bởi mình mẩy nó bấy sấy hết trơn.
Bởi vì kéo câu nó không có nghề. Ô cái ngát này nó quay teo luôn rồi. Ô ngủm củ tỏi luôn rồi. Ô còn sống nhưng mà nó chuẩn bị ngáp ngáp rồi. Quá trời cái thao cá. À, mình cũng xin kết thúc clip đây bạn ơi. Chúc các bạn xem clip vui vẻ nha. Bữa nay hai anh em chúng gọi là gì đậm, gọi là đậm gì không? Đậm lè, đậm lét luôn ha. À, chào bạn nha. Bữa nay bao phê luôn rồi. À, chào bạn nha.